Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Xin được giới thiệu với tất cả cộng đoàn bên cạnh con, đây là cha Vi Sập Nang. Ngài là người Campuchia gốc Việt, mới được chịu trách được gần thôi nói cha. Gần một năm rồi. Và hôm nay nhân dịp ngày qua Việt Nam để khám chữa bệnh thì chúng con cũng đã đi bệnh viện và khám chữa bệnh rồi, thì tạ ơn Chúa thì bệnh thì cũng không nặng lắm, nhưng mà dù sao thì cũng tái khám thêm một lần nữa. Thì nhân cơ hội này thì con cũng xin được giới thiệu cha đến với tất cả cộng đoàn, bởi vì những cái chuyến công tác của chúng con đi qua Campuchia thì cũng phải nhờ đến cha rất là nhiều để mà giới thiệu những cái nơi nghèo khó để mà giúp. Thì thưa cha Minh Kỳ, cha Sập Nang, thì nhân cơ hội này thì xin cha cũng giới thiệu một chút về giáo hội Campuchia như thế nào, để cho quý ông bà và anh chị em Việt Nam cũng biết một chút về giáo hội Campuchia. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ, kính thưa quý bà cô bác và anh chị em, thì trước hết, trước khi giới thiệu về giáo hội Công giáo tại Campuchia thì con cũng giới thiệu đôi lời về bản thân con. Thì con tên cha John Batista Vi Sập Nang, thì con sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Thì con gia đình con, ba mẹ con cũng định cư bên đó. Thì xong đó, sau quá trình học xong thì con cũng tìm hiểu thấy mình Chúa cũng muốn gọi mình, và thì cho nên con cũng đáp trả lại cái lời mời gọi của Chúa. Thì con mới được phong chức hôm năm vừa rồi, ngày 23 tới đây là con được một năm là linh mục. Thì sau đó thì sau khi phong chức thì Đức Cha có bài sai cho con đi qua giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ Dòng Sông Mekong, mà một quý bà cô bác và anh chị em ở Việt Nam thường xuyên đi qua bên đó để hành hương, để cầu nguyện với Đức Mẹ. Thì con qua bên giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình được 9 tháng rồi. Dạ. Nữ Vương Hòa Bình là Đức Mẹ Mekong đó cả. Là Đức Mẹ Mekong đó cha. Dạ. Thì con qua đó thì đó là cái cộng đồng người Việt Nam mình sinh sống tại đó. Nhưng mà bà con thì đã sinh ra bao nhiêu đời ở trên đất nước Campuchia rồi, nhưng mà cũng vẫn ở trong cái cộng đồng, rồi sinh hoạt chung với nhau, rồi cho nên cũng có nhiều cái khó khăn cho bà con. Xin lỗi cha, tại vì cái câu đầu tiên là muốn cha giới thiệu một cách chung chung về giáo hội Campuchia, cái người có đạo bên đó có nhiều không, rồi như thế nào. Cha nói chung chung về giáo hội Campuchia trước, rồi sau đó thì mới tới cái những cái việc mà cha đang làm. Dạ dạ, con cảm ơn. Thì giáo hội Campuchia thì các nhà truyền giáo và đầu tiên thì đến Campuchia năm 1555, chúng ta đã nhìn thấy gần 500 năm. Nhưng mà trải qua cái thời gian lịch sử của Campuchia thì sau năm 1975 thì giáo hội Campuchia hầu như là tàn phá tất cả, tại vì Việt chủng Pol Pot, Khmer Đỏ đã tàn phá hết tất cả. Rồi sau năm 1991 thì giáo hội Campuchia mới bắt đầu lại từ đầu. Cho nên trải qua 500 năm có sự hiện diện của giáo hội Công giáo tại đất nước Campuchia, nhưng mà hầu như bắt lại đầu là từ đầu chỉ khoảng 30 năm nay, 40 năm nay thôi, sau năm 1991. Và thì hiện tại thì đất nước Campuchia thì có 16 triệu dân, trong đó chỉ có 20.000 giáo dân thôi. Và chỉ có 20.000, con nghĩ nếu mà tính phần trăm thì chắc 0.0% quá. Và rất là cái số ít trong đất nước Campuchia. Thì đất nước Campuchia cũng đang là đất nước đang truyền giáo, thì các cha bản địa, trong đó có con nữa, thì có hiện tại là có 13 cha giáo phận, gồm một cha người Campuchia dòng tên. Thì chúng tôi chỉ có 14 cha trên đất nước Campuchia, còn bao nhiêu khoảng 70-80 toàn là các cha thừa sai, các cha truyền giáo. Và cho nên cái công việc truyền giáo bên đó thì cũng đang là một cái thử thách cho giáo hội Campuchia bên đó. Rồi, xin cha cũng giới thiệu là cái công việc hiện tại của cha bây giờ, cha đang làm những cái công việc như thế nào? Dạ, thì sau khi con phong chức thì Đức Cha ngài cho con qua cái giáo xứ Đức Mẹ Mekong đó. Dạ, thì đồng hành chung với bà con bên đó. Thì một công việc đó thì con cũng đang đồng hành cùng với các em dự tu, các thầy đại chúng viện. Thì trong tuần thì hai ngày con ở bên đại chúng viện, còn các ngày khác thì con ở bên giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình. Cái công việc của cha thì nó có những cái khó khăn gì không, cha có thể chia sẻ về nói chung là những cái thuận lợi và những cái khó khăn trong công việc của cha bây giờ? Dạ, thì bên đại chúng viện thì cái ơn gọi của bên Campuchia chúng con thì cũng là nói là đang nhặt từng hạt.
Thì trong đài Trung Việt thì hiện tại thì có một thầy học triết năm 3 đang học ở bên Thái Lan, còn ba thầy thì đang học thành năm thứ nhất ở Campuchia, và thì còn 6 em dự tu thôi. Cho nên tất cả đất nước Campuchia chúng con chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà so với Việt Nam thì chúng con rất là một cái số nhỏ, nhưng mà có các em người chúng con trên Campuchia cũng cố gắng làm sao để cho cái hạt giống ơn gọi càng ngày càng phát triển hơn. Thì cái đó cũng là một cái cách mà giáo hội Campuchia luôn luôn cầu nguyện đến ơn gọi. Chúng con cũng cần cái sự giúp đỡ đến từ mọi phía để giúp củng cố tinh thần cũng như vật chất cho các em dự tu để các em có thể đi tới được. Còn cái thứ hai con giúp ở bên phục vụ bên giáo xứ, thì ở giáo xứ thì cộng đồng người Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam thì sanh đẻ trên bên Campuchia, và thì các em thì sanh ra trên đó. Cái phần mà thao thức với con là cái việc giáo dục, thì các em trên đó thì cái giáo dục, cái môi trường giáo dục thì nó cũng còn hạn chế, cho nên con cũng cố gắng thế nào để thúc đẩy con em cũng như cha mẹ để làm sao có thể con em mình cho nó có thể có cái nền giáo dục tốt để nó có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Tại vì nếu mà không có nền giáo dục thì con em nó lớn lên khoảng độ tuổi trưởng thành thì nó đi tìm công ăn việc làm, sửa xe, làm mộc, rồi làm hồ, rồi chỉ như đó quay quần đó, rồi cho nó không có một cái gì để thay đổi cái đời sống của con em của chúng ta trên đó. Có lẽ là một câu hỏi mà nhiều người thì cũng vẫn muốn hỏi, đó là những người Việt Nam của chúng ta sống ở Campuchia đấy, thì họ sống bằng cái nghề gì là chính, và cái đời sống kinh tế của người Việt Nam ở Campuchia thì nó như thế nào, và so với kinh tế của Việt Nam thì nó như thế nào, thì xin cha cũng cho quý ông bà anh chị em biết. Dạ, nếu mà nói đến Campuchia thì mọi người nhớ nhất là Biển Hồ, và nơi Biển Hồ mà có nhiều người Việt Nam sống trên đó. Nhưng mà có nói người Việt Nam nhưng mà họ đã sanh đó bao nhiêu đời rồi, thì cứ lớn lên là sanh ra, lớn lên trên đó, lên trên biển. Thì lúc trước thì công việc chính của bà con trên đó cho con nghĩ là làm cá và đánh lưới này kia đó. Nhưng mà sau này thì cái Biển Hồ, cái nước nó cũng không giống như hồi xưa, thì bà con cũng không có làm ăn được về bên cái nghề cá đó. Thì cũng một số thì cũng lên bờ, chính phủ mà cũng làm sao cho bà con lên bờ để cái làm sạch cái môi trường trên nước đó đó. Dạ, thì cũng một số lên trên bờ, thì lên trên bờ anh con nói giáo xứ của con thì không có trên Biển Hồ, nhưng mà nó nằm trên dòng sông Mekong bốn mặt luôn. Thì lúc trước bà con cũng làm cá, nhưng mà sau này thì lên bờ thì họ cố gắng làm những cái công việc giống như là làm hồ, làm mộc, sửa xe hay bán buôn bán gì chút đỉnh. Nhưng mà con nói thì sống qua ngày được. Dạ, thì người Việt, tất cả bà con trên đó rất là phấn đấu về cuộc sống của mình để trang trải cuộc sống hàng ngày. Rồi một câu hỏi nữa dành cho cha, đó là vậy thì đại khái là những cái thao thức của cha sắp tới đây thì cha cũng có những cái thao thức như thế nào, rồi về phần chúng con đây là những người biết đến cha, hay là quý ông bà và anh chị em, quý vị ân nhân cũng đã đồng hành, thì có thể hỗ trợ cha nha, như thế nào, thì xin cha cũng có những cái thao thức, có những cái ước mơ, có những cái chương trình như thế nào để chúng con có thể cộng tác với cha. Dạ, trước hết thì bên giáo xứ thì con thấy con cũng muốn giúp phần nào cho các em có cơ hội để đi học cái nền giáo dục, thì có đó con cũng cảm ơn quý bà cô bác và anh chị em, các cha, rồi những người mà đã cộng tác với con để giúp các em có một cái cơ hội để đi học. Thì con cũng cấp một cái số học bổng, rồi cũng có một cái dạy chương trình với các em chúng ta để có cơ hội để đi học. Nhiều khi gia đình khó khăn quá thì các em nó buộc nó phải đành bỏ học để giúp việc gia đình, nhưng mà nếu mình có cái khoản nào đó mình giúp các em đi học thì con nghĩ cũng là một cái cách để mình thúc đẩy gia đình để cho họ được đi học. Con thường nói với bà con thì mọi người trên đó thì muốn mì ăn liền, thì làm hôm nay thì kiếm được bao nhiêu thì ăn, nhưng mà con nghĩ mì ăn liền thì nó không có nó ăn được một thời gian đó thôi một hiện tại, nhưng mà cái tương lai đi về dài đi xa thì con nghĩ mình cũng phải cần đến cái sự giáo dục tốt. Và thứ hai thì con ở trên đó thì cũng là một cái nơi hành hương Đức Mẹ Mekong, thì con cũng muốn
làm cho nó khang trang tí để quý khách hành hương đến này cũng thoải mái, rồi có nơi để cầu nguyện với Đức Mẹ. Thì cái nhà thờ thì xây cũng gần đây cũng từ năm 2000, có nghĩa cũng 30 năm rồi, thì nó cũng xuống cấp rồi, còn con cũng muốn thay một cái vài cái gạch trong nhà thờ để cho nó sạch sẽ hơn. Thì cái đó con cũng là một cái thông thức của con, và con cũng luôn luôn cầu nguyện với Mẹ Maria để luôn luôn đồng hành với con trong cái công việc mục vụ, để có nhiều bà con đến để giúp, để cho tất cả cái nơi hành hương nó khang trang tiếng, để mọi người được đến bên Mẹ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy là cái thao thức của Trang Sập Nang thì cũng rất là nhỏ bé thôi, thì chắc là chúng ta cũng đồng hành được. Bên cạnh những cái việc mà chăm lo cho những người nghèo thì cha cũng có một cái thao thức là cho các em đi học, có thể là học chữ, và bên cạnh đó có thể học những cái nghề. Thật sự thì tối hôm qua thì anh em chúng con nói chuyện với nhau thì con cũng nói rằng là cũng có thể là mình cũng có những cái chương trình cho các em nó học và nghề, ví dụ như là làm bánh hay là cắt tóc hay là xì ba hay là cái gì đó, thì cũng là tạo thêm một cái nghề cho các em. Rồi cha cũng có cái thao thức là bên Đức Mẹ Mê Công là một cái nơi hành hương, thì cũng muốn rằng là đại khái là cũng cho nó khang trang hơn, cũng chỉ là vấn đề lót gạch hay là sơn hay là thế này thế khác thôi. Thế thì với những cái thao thức đấy, chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta đôi khi xây nhà thờ tiền tỷ đấy, nhưng mà Campuchia thì các nhà thờ nó cũng đều rất là nghèo nghèo. Thì quý ông bà mà anh chị em và bản thân con biết được những cái điều đó thì chúng con cũng sẽ tìm cách để mà hỗ trợ với cha ha. Rồi thưa cha, thì thôi thì cuộc sống mà, đặc biệt bên Campuchia thì nó cũng có nhiều những cái khó khăn, nhưng mà thôi thì chúng ta vẫn tìm thấy những cái niềm vui, phải không? Xin cha cũng chia sẻ một cái niềm vui từ khi cha làm linh mục đến bây giờ cũng gần một năm rồi, một cái niềm vui khi mà cha làm cái công việc truyền giáo cũng như là mục vụ người nghèo, mục vụ bà con giáo dân ở bên đấy. Cha cũng chia sẻ một cái chuyện vui để cộng đoàn cũng sẽ vui với cha. Con thấy trong một năm này tất cả là hồng ân Thiên Chúa đối với đời sống linh mục, ơn gọi của con. Nhiều khi con thấy tại sao Chúa lại cho con sanh ra đất nước Campuchia, rồi khi con làm linh mục trên đất nước Campuchia, nhiều khi mình cũng có những cái câu hỏi hỏi Chúa, nhưng mà càng đi con thấy con nghiệm được rằng Chúa muốn cái gì cho con làm tay làm chân, rồi cộng tác với Chúa trong công việc ở trên đất nước Campuchia. Thì con cũng rất là vui, con nhiều khi mình thấy là mình là một cái công cụ của Chúa để truyền bá về tình yêu, về cái tên Chúa Giêsu đến những người anh em của chúng ta. Thì trong khi con là chúng sinh thì con đi đến những nơi truyền giáo xa, đi đến các tỉnh, anh chị em người Campuchia, thì con cũng cảm thấy là khi đến đó họ rất là niềm nở để họ chào đón mình. Tuy họ nhiều người chưa được rửa tội, nhưng mà khi họ thấy mình đến, họ cũng thấy người này đến từ bên Công giáo, rồi họ cũng rất là niềm nở chào đón mình. Và con nhận được cái niềm vui và cái tình yêu đến từ những anh chị em. Sau khi phong chức thì con được ở bên giáo xứ Đức Mẹ Mê Công, thì con thấy niềm vui con là tất cả anh chị em mình đến với họ thì không còn cái ngăn cách, nhưng mà mình đến với họ, đến với những anh em của chúng ta giống như là mình người một nhà. Thì con cảm thấy được cái tình thương, cái tình thân thiết với nhau khi họ quen biết rồi mình vui vẻ với nhau với cha. Chúng ta thấy là cha chia sẻ rằng là việc là một linh mục ở một đất nước Campuchia, một đất nước Phật giáo mà đại đa số là người có đạo rất là ít, thì đấy cũng lại là một cái niềm vui. Thì chắc chắn kính thưa cộng đoàn, cha Sập Nang này là nhiệt tình lắm, rất là nhiệt tình, và con cũng có cái tâm nguyện là ủng hộ cha hết lòng. Rồi nói thêm một chút xíu nữa thì là ông bà cố ở nhà cũng có hai người con trai thôi, cha Minh Kỳ là người lớn đấy. Rồi bây giờ hiện nay thì ông cố bà cố cũng lại cộng tác với Văn Bác Ái trong việc nấu cơm cho bệnh nhân, rồi đi thăm viếng những cái nơi nghèo. Thì con thấy là đúng là một gia đình cũng rất là tốt lành. Thế thì thay mặt cho tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi trên kênh Điều Chúa Muốn cũng như là kênh cá nhân của con này, chúng con sẽ cầu nguyện nhiều với cha này, và chắc chắn là chúng con cũng sẽ đồng hành với cha, hỗ trợ trong những cái thao thức của cha. Rồi cụ thể hơn nữa là mỗi khi cha đau ốm bệnh tật qua Việt Nam thì chúng con cũng sẽ cố gắng là giúp đỡ cha trong công việc này. Rồi bây giờ thì chắc là nhiều người cũng muốn nghe cha đọc kinh bằng tiếng Campuchia ha, để xin cha đọc kinh bằng tiếng đọc kinh lễ cha đi nhỉ. Rồi ban phước lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em nhé. Cha đọc kinh lễ cha bằng tiếng Campuchia, rồi Chúa của mình chị em bằng tiếng Campuchia để chúc lành cho chúng con ha.
Con cảm ơn cha Hùng đã cho con có cơ hội đến với quý mời cô bác và anh chị em ngày hôm nay. Thì con thường thường nói với những vị khách hành hương đến, xin đến với Đức Mẹ rồi xin gửi cho con một kinh đức, kinh kính mừng để con có thể động lực để tiếp tục công việc mục vụ của con trên đó. Thì bây giờ xin cha với một cô bác và anh chị em cùng đọc kinh chung với con, dù ngôn ngữ khác nhau nhưng mà chúng ta tin cho một niềm tin chung với nhau. Nông pra niên pra bày đà, nông pra bất ra, nông pra vị nhiên đạo vị sốt. Amen. Áo pra bày đà dương chung, đại cung nơi san bồ rộng sọc ơi, sông sông đàn pra bà rơ mây, áo mưu nụ lâu sọc pra niên pra ông. Sông áo pra ri pra ông ban mộc nọ, sông áo pra hà rơ tê rơ bò pra ông. Ban xâm rạch nơi lơ phan đầy, được nơi san bồ rộng sọc này. Sông rô tin à ha, đại dương chung kre ca nơi thường ngày này. Sông ọt tâu áo dương chung, đôi dương chung ọt tâu áo ai ọt nhạc. Đại ban prophet con đường dương chung, sông cung bằng bao ai ao dương chung. Chàng ca là buồn lời, tay sông rung đo dương chung, ở rưu bì mê cọc nạ. Sông trong mặt trạc cung nơi chư môi bằng phổn, hơi cung nơi chư môi vị nhiên trong mặt lộ phổn. Sông ra đồng minh rất thiên đúc phía sắp rò ca, prophet tiên phố hoài ở bằng phổn cư bà bày đà. Nâng bà bà tra, nâng bà vị nhiên bà vị sọt. Amen. Sông ở bằng phổn nâng chơi ngày ban sọc sàn. Sôm ơn bà cún bà chim cha. Chúng con hết lòng cảm ơn cha nha. Xin Chúa chúc lành cho cha và chúng con sẽ ủng hộ cha. Chúng con cũng hết lòng cảm ơn sự theo dõi của quý cụ, quý ông bà, của tất cả anh chị em và các bệnh nhân. Có chương trình gì nữa thì chúng con lại tiếp tục lên sóng để chia sẻ với cộng đoàn. Chúng con hết lòng cảm ơn.